Xin chào tất cả anh em. Hôm nay sẽ có một cái món hàng là ngon, bổ rẻ và hay nữa. Đạt được 4 tiêu chí mà anh em hay nói vui. Thì đó là Economy đến từ hàng Kenwood. Cái model của nó là K400. Model này rất là hiếm và thứ hai là rất là đẹp anh em. Đặc biệt nó là dòng sản xuất cho Mỹ, điện 120. Khôi rất là thích những cái dòng mà Nhật mà xuất cho Mỹ hoặc là sản xuất cho Mỹ hoặc là xuất Mỹ bốn dòng điện. Thì những cái con này Khôi thấy cái chất âm nó ấn tượng, nó hợp với nhiều cái loa Mỹ mà Khôi đang bán nha. Thì con này cũng rẻ, nhỏ anh em ha. Thì bây giờ mình sẽ xem trước về cái ngoại hình đi ha. Nắp sắt này, nắp sắt zin anh em. Ở trên này CNC rất là đẹp ha. Rồi, thứ hai nữa là về cái hình thức. Thì Khôi đã tháo sẵn mấy con nóc rồi để mình mở nó cho mau ha. Mặt rất là đẹp nè, mặt phay nhôm, phay xước á, gọi là phay xước á, nhìn rất là ấn tượng ha. Đây, mặc dù là một con nóc đi nhỏ nhưng mà mặt phay xước rất là đẹp, đầy đủ các cái chức năng anh em, không thiếu một cái gì hết. Vẫn đến hai cặp loa này, bát chép ha, rồi lau nét luôn có ha, đầu vào có cả phono rồi tuner aux vân vân, nói chung là đầy đủ đồ ăn chơi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra cái mặt sau. Đây rất là đẹp anh em, rất tuyệt vời ha. Đây điện 120 này, dòng sản xuất cho Mỹ ha. Thì cái con này ở đây thì không có để công suất nha, để 2,2 ampe, có nghĩa là để cái dòng á chỉ có cái công suất của cái nguồn thôi nha. Maximum là 300W ha. Rồi thì cái con này á nó sẽ hợp với anh em đánh những cái cặp loa bass 25 trở xuống nha. Hoặc là anh em đánh những cái loa cổ thì ok. Loa cổ thì mình không quan tâm đến nhiều công suất mà quan tâm tới chất âm nha. Rất đẹp, nói chung là đẹp. Đẹp và rẻ, rẻ bất ngờ luôn. Chưa bao giờ mà có một cái loa đi rẻ như hôm nay. Thì anh em ráng đợi một chút xíu nữa. Sau khi Khôi nói xong cái phần ruột gan thì Khôi sẽ báo giá để anh em bất ngờ nha. Đây nè, đây là cái ruột gan. Thì nguồn vàng ha, nguồn vàng khá to. Khá to này. Rồi tiếp theo là sử dụng tù Elna anh em, tù Elna. Tù khá lớn anh em nhé. Tù những cái con âm ly mà tù xuất Mỹ á là nó 50V, 6800mi ha. 50V, 6800mi là thông số hơi bị lớn anh em. Nhiều anh em nói là sao cái tù nhỏ, tại vì cái tù này là sản xuất cho Mỹ, hàng xuất cho Mỹ thì lúc nào á linh kiện các thứ nó cũng nhỏ gọn nha. Rồi, đánh bốn con sò sắc sò san ken anh em. Đây bốn con sò san ken ha, sò to chứ không phải sò nhỏ anh em. Thì anh em nhìn cái sò đây, những cái con sò mà nó có thêm cái miếng này này là nó rất là to ha, dùng cho công suất lớn. Rồi cơ bản là nói như vậy thôi, có các cái phần chính như vậy. Thì bây giờ Khôi sẽ báo giá. Giá 2.600.000. Giá 2.600.000. Thằng cu nhỏ đang chơi hơi ồn ào tí nha. Rồi, rất là tuyệt vời anh em, 2.600.000. Chưa bao giờ mà có một con âm ly Mỹ mà nó rẻ như thế này. Thì con này cũng vẫn đảm bảo với anh em là zin ha, zin đẹp. Zin đẹp. Ruột gan là không giòn luôn, nhưng mà vẫn đảm bảo là đẹp. Rất tuyệt vời ha. Thì anh em nào mà có duyên, may mắn thì mình sẽ hậu được con này. Nếu như mà cái con này mà ship về thì đã tốn rất là nhiều tiền ship rồi. Nhưng mà lâu lâu thì Khôi có một cái chương trình tri ân khách hàng như vậy để bán để phục vụ anh em. Rất tuyệt vời. Giác này thì anh em mở ra ha, bỏ mỏ chim vào, rất là tiện dụng sử dụng nha. Ok, Khôi đã kết thúc cái phần giới thiệu và bây giờ thì cũng vẫn là test thử chất âm để anh em cùng nghe. Đánh được loa Mỹ nha anh em, tại vì con này sản xuất cho Mỹ, điện 120. Đánh những cái loa vừa rất là hay nha. Bát 3 tấc thì Khôi tí nữa Khôi sẽ ghép một cặp bát 3 tấc. Tuy nhiên là mình sẽ ghép, mình đánh với nhạc bolero để anh em cũng nghe được cái chất âm ngọt ngào của nó anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em, chúc tất cả anh em một ngày thật là tuyệt vời, thưởng thức âm nhạc thật là ok nha. Cho phố vắng mênh mông
cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ, người nhớ thuở học trò, tâm tình thường hay ngỏ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chạy lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt nê chê, cùng đưa đón xa ngang cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ra vô tim, thu anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô ngõ hụt ngập lối, tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ, nuôi nâng cá giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào chạy lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt nê chê, cùng đưa đón nhau về thăm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đến tay gối chia ly có gì vui. Trời